Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Cả nhà có thích bộ này không ạ? Bộ này là size medium. Cái áo sơ mi vải phi bóng. Ở đây là người ta luồn sợi dây cho mình rút lại. Cột kéo phùng phùng lên ha. Cái này không phải là một bộ nhưng mà nó cùng phi bóng. Với lại cái kiểu này mặc là như vậy, cho nên là CC mặc chung hai bộ với nhau ha. Ở Mỹ là họ không có bán bộ đâu các bạn. Họ để chung cho các bạn tự ghép lại. Bộ tức là đồ bộ mặc ở nhà. Thì đây. Đây là cái váy dạng suông mà xòe hết khổ vải luôn. Mặc cái này vào đó nhìn tướng các bạn rất là thon thả mà cao nữa. Đầm vải phi CC thích lắm, đầm cũng vậy, váy cũng vậy. Các bạn mặc những cái váy nó xệ như vậy nè, các bạn nhớ là phải đeo cái túi này. Thứ nhất nó che bớt cái phần bụng của chúng ta lại, kín kín hở hở nhìn nó rất là đẹp mà nó tiện lợi nữa. Đi du lịch chơi là như vậy các bạn. Các bạn coi ở trên magazine đó. Cái năm nay nè, năm ngoái luôn, các bạn thấy người ta mặc những cái áo hở hở quần thủng luôn nha, họ đeo những cái túi như vậy nè nhiều lắm, nhất là các bạn đi Las Vegas là các bạn gặp nhiều nhất luôn á, hoặc là các bạn đi ra phi trường á. Tại vì sao? Vì đây chính là cái bóp để đi du lịch, tiện lợi lắm. Mặc quần jean cũng đeo, mặc đầm, mặc quần tây, mặc quần thụng, mặc cái gì họ cũng đeo cái này, ngoại trừ áo dài thôi à. Lúc nào họ cũng đeo cái bóp như vậy để đi du lịch tiện lợi. Bỏ cái passport cần lấy ra, bỏ phone nhiêu đó đủ rồi, không thể quên được và cũng không sợ mất được. Nhưng mà các bạn mặc những cái nào mà nó hở hở như vậy nè, nó rời rời nó hở hở như vậy nè, thì các bạn đeo cái bóp này đẹp vô cùng, là đẹp đẹp lắm luôn đó các bạn. Và đây là cái váy này CC mê lắm luôn đó các bạn, không có sai của CC. Đây, cái này mặc sẽ xệ nha các bạn, xệ lỗ rúng đó. Cực kỳ đẹp, đẹp mà nhìn ngầu ngầu mà bụi bụi nữa. Rất là nhiều các bạn yêu cầu CC làm áo sơ mi mà cái dạng như vậy nè. CC có cũng nhiều lắm đó. Nhiều loại mình vải lắm, đen, trắng, bông đủ thứ á. Để CC làm từ từ ha. Thì đây nha. Nguyên một bộ này luôn, áo size medium, mình vải phi bóng. Chỗ này có thun ha. Váy size medium cũng là mình vải phi bóng. Trên cả tuyệt vời. Cái bóp này của CC lâu đời rồi nha, mấy năm rồi. CC nghĩ chắc bạn nào cũng có ha. Đó thì các bạn lấy của các bạn đeo vào. Còn nếu như các bạn muốn mua thì bây giờ đi ra thấy cái nào mua cái đó. Đẹp ha. Bộ này thật đẹp luôn các bạn, thật là đẹp luôn. Bộ này á, mang về bút. Trời ơi, xuất sắc luôn. Tại giờ khuya rồi, CC không muốn mang đi lọc cọc, cháu ngủ không được ha. Rất đẹp bộ này các bạn. Thiệt mê luôn. Thật là đẹp. CC thiệt thích bộ này. Rồi, CC qua cái khác nha. Và tiếp theo, đây là cái váy mà CC mê, thiệt là mê luôn đó các bạn. Váy này size small ha, mà CC mặc rộng như vậy nè. Đó, thật là tiếc ha. CC thích đó, cái dạng nó cũng rộng rộng, suông suông như vậy, rồi ở dưới nó xòe ra như vậy. Cái lai đó, xòe ra.
Nhìn cái dáng chúng ta đẹp lắm. Và với cái mình vải này nữa, mình vải thun không nhăn là các bạn thấy quay á, cái phần dưới nó xòe, gọi là váy đuôi cá đúng không? Xuất sắc luôn các bạn, đẹp lắm, Sisi thích lắm, thiệt là thích luôn. Và đây, đây là một cái áo sơ mi rất là đắt tiền các bạn, hiệu Lauren. Sisi mua được 50% off cái áo này, mê thiệt là mê luôn. Cái áo này size 2, hiệu Lauren. Trời ơi, Sisi thấy cái là mê luôn. Tại nó size 2 đó, cho nên mới còn đó. Không có size nào hết. Mấy size lớn bán hết rồi. Những cái dạng áo này nè, mặc những cái dạng váy như vậy nè, hoặc là váy jean đó các bạn, váy jean, quần jean, trời ơi, đẹp lắm. Những dạng áo này tôi khỏi nói. Với cái thương hiệu này nữa, thương hiệu này thì ai cũng biết hết rồi, tuyệt đẹp luôn đó. Mặc vào người là thấy người mình nó khác liền luôn. Bộ này là Sisi ưng ý vô cùng luôn. Mặc nhìn nó rất là hay, nó rất là có cá tính luôn. Cái áo đẹp quá. Mình vải kate ha. Cái tay có cái miếng lật lên. Quá là đẹp luôn. Size 2 mà Sisi mặc rộng quá nè. Cái hiệu này là Mỹ, may cho Mỹ không à. Sisi nghĩ bạn nào size 4 mặc vừa cái áo này. Size 2 đó mà Sisi mặc rộng quá. Cái này các bạn mặc vừa đó thì nó phùng lên như vậy nè. Cái phần này nè, nó phùng lên như vậy nó mới đẹp. Ở đây đằng sau người ta có may cái nẹp mà không có thun, không có gì hết. Đó. Thành ra các bạn có bụng to hoặc là các bạn size small, các bạn mặc là cái phần dưới này nó vừa nè. Đó, nó sẽ cái áo như vậy. Trời ơi, đẹp lắm. Thì thấy mà mê luôn rồi các bạn. Áo hiệu Lauren size 2, 50% off. Cái váy này size small, váy này là thời trang thôi, nhưng mà đẹp lắm, đẹp từ mình vải cho tới kiểu dáng luôn. Bộ này là Sisi nói thật sang, thật đẹp luôn. Rất là có cá tính bộ này. Xuất sắc bộ này luôn các bạn. Trên cả tuyệt vời đó. Chị em nào size small mặc được bộ này đó. Cái váy size small rồi. Váy đẹp quá. Thích thiệt là thích cái váy luôn. Thiệt là thích luôn. Cái váy thì không đắt tiền lắm, nhưng mà cái áo mới đắt này. Nhiều quá nè. Không thấy giá tiền. Phải coi receipt. Tuyệt vời luôn. Các bạn nào mà thích mặc vải xô với lại vải kate thì chắc chắn là các bạn thích những cái dạng áo như vậy. Rồi, Sisi qua cái khác nha. Cả nhà có thấy cái váy mê không? Trên cả tuyệt vời luôn. Xuất sắc luôn đó. Cái váy này 155 đô. Sisi mua được 50% off. Tại sao mà nó đắt quá vậy? Thương hiệu gì mà đắt quá vậy? Thì đây, hiệu Michael Kors, size small, 155 đô. Trời ơi, Sisi tiếc nó không thể tưởng luôn các bạn ơi. Nè, cái này lưng thun ha, rất là dễ mặc ha. Mà nó rộng như vậy nè, trời ơi, làm sao Sisi mặc được đây. Trời ơi, thiệt là tiếc các bạn ơi. Mê ly luôn. Với thương hiệu Michael Kors. Oh my god. Tuyệt vời và trên cả tuyệt vời. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mặc cái này mà đi nhảy đầm thôi chứ hết sảy luôn ha. Wow.
Quá là tuyệt vời mà bây giờ nó như vậy nè. Trời ơi, thiệt là tiếc cái mê ly luôn. Ở bên trong là một lớp vải xoa, xoa cát nó cũng nặng nặng. Ở ngoài là muslin, xếp ly nhỏ nhỏ. Quá sức đẹp, đẹp mê ly luôn các bạn. Và đây là cái áo muslin, áo này size medium. Các bạn muốn mua váy thì mua, muốn mua áo thì mua ha. Đây. Tại vì sao mà CC mặc cái áo này cho cái váy này? Thứ nhất là CC thấy nó rộng quá. Các bạn size medium các bạn cũng mặc vừa cái váy này nữa. Cái thứ hai là cái độ xòe của cái váy xòe thật là xòe luôn. Với cái tay như vậy. Với lại cái dạng nó lửng lửng như vậy nè. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, thành ra CC mới lấy cái áo này nè. Mặc với cái váy này quá là đẹp luôn. Áo này là hàng thời trang bình thường thôi, rẻ tiền. Cái váy này mới đắt tiền ha. Mà CC mua được 50% off cái váy này. Đẹp quá là đẹp luôn. Còn cái áo này là hàng thời trang ở Mỹ. Rất đẹp ha. Áo này rẻ tiền thôi, không có đắt. Trời ơi, mê quá à. Mê cái váy quá các bạn ơi. Chị em nào size small hoặc là medium mà cái bụng vừa vừa, đừng có bị cái bụng to lắm là mặc được cái váy này. Các bạn mặc cái váy này đó, các bạn ráng sao cho nó hở hở cái bụng một chút á. Mặc ngắn ngắn như vậy nè, đẹp. Đẹp hơn là các bạn mặc dài. Tại vì sao? Vì cái độ xòe của cái váy nó quá nhiều luôn. Nó xòe dưới ra thì ở trên nó ôm ôm như nó hở hở một chút như vậy sẽ rất là đẹp. Mê quá à, Sissy thiệt là thích cái váy này. Nhưng mà mặc không được, mặc như vậy là không được rồi. Nè, thấy không? Vậy xong rồi. Tiếp ha. Ủa quá. Ngày hôm qua Sissy giáng bụng, ngủ một đêm cho tới sáng luôn ha. Hôm nay không giáng nha. Cách 2 ngày giáng một lần. Các bạn dán lại rồi các bạn sẽ thấy nó có những cái này xuất sắc bộ này quá. Rồi chị thay cái khác nha, thiệt là thích luôn, nhún nha nhún nhảy đó, như vậy là đủ đẹp rồi. Rồi chị thay cái khác nha. Và tiếp theo đây, đây là những cái váy dành cho mùa hè. Rất đẹp đúng không? CC biết là nhiều các bạn thích lắm. Tại vì CC cũng thích các bạn. Mùa hè của chúng ta là như vậy. Các bạn có thể mặc ở bên trong những cái áo thun. Nói chung là phải là những cái dạng như vậy ha. Có tay, có cổ gì cũng được. Nhưng mà nó phải ngắn như vậy nè. Xuất sắc không? Trên cả tuyệt vời luôn. Đây là mình vải tôn ha. Ở bên trong có một lớp, cái này là thun lưới. Mùa hè là như vậy thôi. Xách với lại một cái giỏ trắng. Trên cả tuyệt vời ha. Xuất sắc. Thiệt thích đúng. Đây nè các bạn nè. Mùa hè, đây là những cái túi trên cả tuyệt vời. Và đây là cái váy dành cho mùa hè, cực kỳ đẹp. Đẹp mê luôn đó. Các chị em mặc cái váy này với áo trắng, với áo cam. Trời ơi, màu cam CC có nhiều lắm. Đẹp lắm. Hai cái váy xuất sắc luôn. Thiệt là thích luôn đó các bạn. Mê luôn á. Cái này là lưng thun ha. Cho nên các bạn size X small giống như CC nè, cũng mặc được.
size small cũng mặc được. Nhưng mà cái váy này đúng là size small đó ha. Size 6 mặc được. Đẹp quá. Nón nữa. Nhưng mà tối rồi, Sissy không đội nón đó. Đó. Chỉ là với những cái túi như vậy thôi. Trên cả tuyệt vời. Thật là đẹp luôn. Đó. Trước khi Sissy mặc, chị em nào muốn mua, mua. Hai cái này giống nhau cùng một thương hiệu, khác là khác cái màu thôi. Tuyệt đẹp ha, mê luôn á. Rồi xin xin qua cái khác nha. Và tiếp theo đây còn một cái màu xanh nữa nè mà xin xin không để ý, xin xin không biết. Tức là coi như là kiểu váy này có ba màu, mua hết ba màu luôn, đẹp lắm các bạn. Mùa hè là như vậy thôi. Đi ra biển nè, đi chơi nè, đi dạo phố biển nè, mỗi ngày mặc bộ về đủ thôi. Xếp vô vali nó cũng nhỏ xíu à. Thiệt là thích luôn. Khi các bạn mà đi ra biển chơi á, mặc bộ đồ bikini vậy thôi, với cái váy này nè. Ở bên trong là có sẵn cái quần bikini rồi, ra tới biển cởi ra một cái đi xuống dưới biển, trời ơi trên cả tuyệt vời. Khi lên bờ chồng cái váy vào xong rồi đi dạo phố, trên cả tuyệt vời. Đây là những cái dạng váy mặc như vậy mà thiệt là thích luôn, thật là đẹp luôn, mê luôn đó các bạn, xuất sắc luôn, thiệt là thích luôn. Trên cả tuyệt vời. Thật đẹp luôn. Mình vải tôn mát lạnh. Thiệt là thích luôn. Đó có ba cái, ba màu nha. Chị em nào lựa được cái nào cứ lựa đi, phần còn lại là của Sissy. Hoặc là ai muốn mua ba cái luôn thì mua. Thiệt là thích luôn. Đẹp, rất là đẹp luôn. Gì qua cái khác nha. Và tiếp theo, trời ơi đây là cái váy mê luôn, tuyệt vời các bạn. Đây là mình vải xoa, mình vải rất là nhẹ ha, ở bên trong không có một lớp lót nào hết, có hai túi nè. Phần ở đằng trước là một cái bảng, phần ở đằng sau là thun. Ở trên cái lưng váy có cái bèo bèo, các bạn muốn mặc sệ cũng được, mặc ngay eo cũng đẹp. Cái váy này áo bỏ trong cũng đẹp, bỏ ngoài cũng đẹp, mặc ngắn lên cũng đẹp. Váy này rất dễ mặc luôn. Mình vải xoa ha, hình chiếc thuyền đúng cho mùa hè, đẹp quá sức cái váy này. Trời ơi, Sissy thiệt thích cái váy này các bạn. Mặc vào người nó nhẹ nhàng mà nó mát, thiệt là thích luôn. Thật là đẹp luôn các bạn ơi, mê luôn á. Trên cả tuyệt vời cái váy này. Mỗi thứ có một cái nha các bạn. Đó, chị em nào nhanh sẽ mua được. Nhớ nha, đừng có xí để đó, mà hãy trả tiền rồi để đó. Vì các bạn xí rồi các bạn để đó là Sissy nói thật là Sissy không thích đâu. Nói thật lòng vậy. Mua hay không mua trả lời cho Sissy biết. Rồi những bạn mà có qua lại tiền bạc với Sissy đó thì ok. Chỉ cần các bạn gửi cái tấm hình là Sissy đã tự động cất cho các bạn rồi. Là tại vì tiền của các bạn Sissy còn giữ. Đó. Còn những bạn nào mà chưa có qua lại tiền bạc với Sissy cái kiểu đó đó thì Sissy mong, rất mong các bạn trả tiền rồi Sissy để đó cho các bạn. Tại vì có một cái à, sẽ có nhiều người sau bạn muốn mua mà Sissy đâu biết chừng nào bạn mua đâu. Đó,
CC nhớ, CC còn nhắc. Chứ CC không nhớ rồi là thôi luôn đó, rồi cứ để đó, rồi cứ trông chờ, rồi người muốn mua không được. Rồi thời gian cái các bạn cứ thấy mỗi ngày CC làm video mới, cái các bạn đổi ý. Đó, nó bị là bị như vậy đó. Đó, trên cả tuyệt vời cái váy này nha. Thật là đẹp cái váy này. Thiệt là thích luôn. Mình phải xoa mát lạnh hả? Thích là nó có cái túi nè. Đó. Váy này là hơi dài với CC rồi nè. Cái tay CC đụng vào chưa tới được cái đáy của cái túi. Đẹp quá, thiệt thích luôn. Rồi, CC qua cái khác nha. Và tiếp theo đây, đây là cái cuối cùng trong video này. Cái váy này đó là nó cũng hơi giống cái váy mà ngày hôm qua CC mặc. 19 bạn muốn mua cái váy này. Nhưng mà CC mặc rồi cho nên CC không có bán ha. Đây là mình vải kate. Kate, kaki gì đó. Kate. Còn cái mình vải này là mình vải xoa. Hai kiểu này giống nhau tới 80% ha, hai hãng khác nhau. Kiểu giống nhau. Cái mình vải khác nhau. Đó. Cái dạng váy như vậy nè. Các chị em mặc áo ngắn lên giống như ngày hôm qua CC mặc bộ này đó. Hoặc là mặc áo sơ mi sang lắm, đẹp lắm luôn đó. Cái váy này nè, các chị em mặc áo sơ mi. Váy này nè. Bảo đảm là đẹp. Đó, thì đây. Thật ra cái váy này đó, trước đó CC có làm video. CC để trong cái móc, CC cầm đưa lên cho các bạn xem thôi. Các bạn mua gần hết váy ở trong cái video đó, nhưng cái váy này các bạn không mua nè. Thì các bạn không mua CC mặc. Nhưng mà không ngờ là ngày hôm qua CC mặc lên 19 bạn muốn mua cái váy này. Nhưng mà CC mặc rồi, cắt mặc mặc rồi, CC không bán. 19 bạn làm CC ngạc nhiên hết sức luôn. Tức là bây giờ CC biết rồi. CC phải mặc vào người của CC thì các bạn mới mua, là vì sao? Vì các bạn nhìn thấy được cái eo nó ở đâu, nó dài tới đâu, nó xòe như thế nào, các bạn mới mua được. Bỏ vào trong cái móc cầm như vậy các bạn không có hình dung ra được. Thành ra đó là lý do không có một bạn nào hỏi về cái váy này luôn. Cái video trước đó đó, CC cầm lên mười mấy cái váy luôn. Các bạn mua hình như là 10 cái, còn chừa lại 4 cái. Cái này, cái váy ren, hai cái váy jean là các bạn chừa lại. CC thấy thôi, không có bạn nào hỏi hết. Cho nên là thôi, đẹp quá CC lấy mặc luôn. Đó thì CC mặc ngày hôm qua với cái áo sơ mi trắng đó. Trời ơi, sáng CC ngủ dậy và CC giật mình luôn á. Bên anh xa nhắn qua nè, rồi có mấy chị em gì đó ở bên nước ngoài, rồi các bạn ở Mỹ, cái mình vải này là mình vải xô, mình vải kate, nó không có giống như là những cái mà các bạn đã mua qua nó bằng muslin hoặc là bằng thun. Các bạn biết những cái dạng váy đó rồi, các bạn có nhiều cái rồi, còn đây là những cái dạng váy nó lạ mà CC thì mặc những dạng váy này nhiều vô cùng, đẹp lắm các bạn. Đó. Sáng nay đọc 19 bình luận mà CC cảm thấy là CC happy luôn. Và CC mới biết được rằng là bắt buộc mình phải mặc vào thì các bạn mới có thể nhìn thấy được. Cho nên CC sẽ cố gắng để mặc. Cái nào mặc được sẽ mặc ha. Thì đây. Cái váy này với cái váy đó nó giống nhau gần 80%. Váy này ở đằng sau cũng lưng thun, ở đằng trước là cái bản ha. Cái này với lại cái thuyền hồi nãy đó là một thương hiệu luôn, một mình vải luôn. Thôi thì không mua được cái đó, mua cái này. Rất là đẹp. Mặc áo sơ mi các bạn đẹp, đẹp hơn áo này đó. Trên cả tuyệt vời luôn. Thiệt là thích luôn. Trong video này các chị em lựa chọn được cái gì? Nếu các bạn ở Việt Nam liên lạc với anh Sa 098 257 1934,
kết bạn với anh Sa bên Zalo. Các chị em ở Mỹ nha, nhắn tin với CC, nhớ gửi hình nha. 706-987-9063. Các chị em bên nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc là Viber. 1-706-987-9063. Để mua được những cái váy hoặc là những cái áo đầm vừa ý các bạn. Thật là đẹp, đẹp trên cả tuyệt vời. Gần sáng rồi, CC đi ngủ nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai. Bye bye, I love you.